Xin chào quý vị, quý vị đang cùng với Thịnh Nguyễn ngắm nhìn cái khu vực của Bà Nà Hills với những cái tiếng cáp. Cái tiếng cáp với cái cabin tròn màu vàng này là cái tiếng cáp đầu tiên của Bà Nà Hills. Nó chỉ có một cái đoạn ngắn thôi. Còn tiếng cáp bên tay trái mà quý vị nhìn thấy đó là tiếng cáp sau khi mà được xây dựng. Đó là tiếng cáp thứ hai từ dưới đất liền đưa lên và chỉ đi một tuyến duy nhất. Mình có thể đến được cái khu vực của khu vui chơi giải trí trong nhà hay còn gọi là fantasy. Và tuyến cáp thứ ba thì nó sẽ bắt đến cái khu vực mà mang tên là tuyến cáp Hội An. Này quý vị thấy tuyến cáp thứ tư sau cùng. Như thế thì ở trên đây mình sẽ có 5 tuyến cáp, 3 tuyến dài và 2 tuyến ngắn quý vị nha, để đưa quý du khách mình lên đến khu vui chơi giải trí của Bà Nà Hills này. Còn đây là cái hình ảnh của cái trò chơi máng trượt, một cái trò chơi cảm giác mạnh các bạn trẻ rất là thích. Để đến trò chơi này thì vào những dịp cuối tuần thì quý vị sẽ phải xếp hàng khá là đông. Còn bên trong những cái tòa nhà được xây dựng giống như những lâu đài cổ kính của châu Âu này thì đó chính là cái khu vui chơi giải trí Fantasy. Nó là một trong những khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất của Việt Nam. Đây quý vị thấy đây là một trong những cái đường ra vào của khu vui chơi giải trí trong nhà này. Bây giờ Thịnh sẽ mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn ngắm nhìn cái khu vực của cái quảng trường chính nơi mà diễn ra cái lễ hội Caravan, tức là biểu diễn những cái trang phục rồi những cái nhóm người biểu diễn của châu Âu, họ hóa trang thành những hình tượng để đi ra đây cùng biểu diễn để cho quý du khách có thể chụp hình được cùng với mình. Thì quý vị thấy Bà Nà Hills sau một vài năm khi được mua lại bởi tập đoàn Sun Group thì nó không còn cái nét hoang sơ với thiên nhiên, mà nó đã xây dựng thành một cái khu vui chơi giải trí cực kỳ lớn. Và với cái định hướng đầu tư là sẽ xây dựng ở nơi đây thành những cái làng cổ của Pháp. Quý vị thấy mỗi lần lên là thấy đang tu bổ, đang sửa chữa. Như khu vực phía trước quý vị thấy đang vây kín lại cái này. Ngày xưa nó là một cái khách sạn, cơ sở lưu trú. Ban đêm mình có thể nghỉ tại đây. Và cái hướng dọc theo cái con đường giữa cái nhà thờ và cái khu lưu trú này có một con đường để thẳng lên. Thì nếu đi đường đó, quý vị sẽ đến được với lại cái điểm cao nhất ở ngọn núi Bà Nà này. Quý vị nha. Còn đây là cái khu vực của vườn hoa. Khi mà biểu diễn xong thì các nghệ sĩ nhân sẽ đứng vòng ở đây để cho mình chụp hình. Xin chào quý vị. Thịnh Nguyễn sẽ chia sẻ một clip kỹ hơn đi từ dưới chân núi lên để cho quý vị tìm hiểu được toàn bộ cái khu vực này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.